Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, ở giờ đây chúng ta tiếp tục là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa mà tôi đã gửi đến các vị. Theo như cái thường lệ mà tôi tuần tự thứ lớp nói về những cái bài thơ trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ hai. Hôm nay tôi nói với cái đề tài, cái bài thơ mà có cái đề tài là Viên Thức Thiền Sư. Xin thưa tất cả là theo thông thường ở thế gian, người ta muốn nhận xét, đánh giá để khen hoặc là chê ở trong các cái ngành, trong đó là đạo đức hay là trí thức hay là tài năng, thì thường thường là người ta không nói cái chuyện của người còn sống. Cái người mà còn sống còn mạnh ở trên trần gian đó thì cái tài năng, cái đạo đức, cái trí thức hay là cái ưu điểm gì đó của người đó người ta có thể khen được đấy, nhưng mà người ta cũng vẫn chưa khen, ta không đề cập. Mà thứ nhất là đề cập để khen, để tán thán, thì điều đó là người thế gian người ta không làm, không dám làm, là vì ta sợ rằng là còn cái khúc sau, rồi cái người đó đó nó có cái gì hay hoặc không hay, thì đó là cái chuyện mà người ta không dám đánh giá, không dám nhận thức, không dám phê phán trong lúc người còn sống là vậy đó. Nhưng mà riêng tôi thì như tôi nói với các vị, đối tôi thì cái việc trên đời này đó, tôi có tự mình tập lấy một cái nhận xét của mình là tất cả đều là giống như chơi, làm thì cũng làm chơi, ăn thì cũng ăn chơi, buồn ngủ chơi, khỏe đi chơi, rồi học chơi, rồi tu chơi, rồi không đặt vấn đề gì quan trọng, nghĩa là coi nó xem thường hết, cho nên không đặt vấn đề gì quan trọng. Do vậy mà cái chữ chơi là có cái nghĩa đó, có nghĩa là không có gì quan trọng, coi như là đồ giỡn của trẻ con, đồ chơi của nít. Thế cho nên là với Viên Thức Thiền Sư, tôi có thể nói với các vị những cái điều mà tôi thích Thiền Sư ấy. Vì thích Thiền Sư ấy mà tôi thường gặp gỡ gần đây ấy, mà gần đây trong vài ba năm nay tôi thường gặp gỡ và làm thơ chơi nhau, cũng là làm thơ chơi. Cái thơ của Viên Thức Thiền Sư cũng như cái thơ của tôi đó thì ai bằng lòng cỡ nào cũng được, ai thích cái bài nào đó thì gọi là thích, có khi người ta cũng thích, thì có khi nó thẳng ra người ta cũng có người khen. Đương nhiên là cũng có người ta giỏi hơn, người ta tài năng hơn, người ta không thích, rồi người ta chê cũng có. Nhưng mà tại vì là cái lập trường của bản thân tôi cũng như của Viên Thức Thiền Sư thì là nó có thống nhất chung là cái ý là tất cả đều là chơi, không có xem một cái gì quan trọng đặc biệt gì hết. Thì cái việc đó nó cách đây khoảng 5 năm trên dưới gì đó không nhớ rõ. Trước kia thì tôi cũng ít có đi Đà Lạt, mấy chục năm trước cũng có đi Đà Lạt nhưng mà ít,
mấy năm mới đi lần, 10 năm mới đi lần. Thành ra rồi Đà Lạt đó thì tôi biết cái chùa Linh Sơn là nó trung tâm điểm, cho nên biết chùa Linh Sơn rõ. Hồi hồi cách đây bốn bốn năm chục năm có tới chùa Linh Sơn rồi, rồi thăm đi tham quan Đà Lạt, rồi có ghé chùa Linh Sơn, rồi các thầy người ta cũng cho mình ngủ ngủ nhờ vào chùa ăn cơm ngủ đó, nhưng mà không có thời gian để đi nhiều biết nhiều. Do vậy mà thời kỳ đó thì cái chùa Lam Tỳ Ni của thiền sư Diên Thức, của thầy Diên Thức ở bây giờ đó, hồi đó cũng có, các bậc tiền bối cũng có ở đó, nhưng mà tôi không biết. Cách đây là khoảng trên dưới 5 năm, tôi tới đó thì tôi gặp thầy Diên Thức. Thì cái chỗ này đó, thầy Diên Thức ở đó thì thầy có cái tánh mà với tôi đó, với tôi về cái mặt đó đó, cái mặt mà tôi sắp nói đây đó, nó giống. Là thầy ở cái chùa là chùa cổ đó, nhưng mà thầy giữ gìn cái cổ của chùa đó thôi, không có xây dựng, không có phát triển nhiều, không có làm cái gì cho đẹp đẽ. Một vùng đất ở chỗ đó, đó là vùng đất đó là gần cả mẫu, theo tôi hỏi là gần cả mẫu, chỉ có một số cây thông và một số đám tre mà không có sửa sang đẹp đẽ, không có trang trí hoa cảnh gì nhiều hết, sơ sơ thôi. Rồi thầy Diên Thức ở đó đó, thầy có cái nghề tu hành, nhưng mà có cái nghề cái năng khiếu của mình. Thầy vẽ một thời gian nổi tiếng trong nước và ngoài nước, những khách du lịch của thế giới tới Đà Lạt là người ta tìm tới cái chỗ đó để người ta thưởng thức, người ta tìm hiểu về cái tài năng, về cái năng khiếu và cái tác phẩm của thầy Diên Thức vẽ tranh. Mà cái tranh của thầy Diên Thức vẽ đó thì theo tôi biết, cũng như là các nước trên thế giới mà trong đó có nước Mỹ, người Mỹ qua đó tham quan rất nhiều, dành ra thậm chí là có lúc mà người Mỹ lấy cái tranh đó là thương lượng hay xin thầy Diên Thức tặng, người ta đem về ta triển lãm ở bên nước Mỹ để rồi ta bán được cái tiền tranh đó, ta giúp cho cái từ thiện xã hội theo cái chủ trương của một số người Mỹ nào đó, một mà chủ trương đấy. Thì cái đó tôi nghe và tôi biết là ở trên website mà cái trang Google có tên của thầy Diên Thức là có giới thiệu về cái năng khiếu, cái tài năng mà vẽ tranh của thầy. Thì cái đó nếu mà những cái người mà thích nghệ thuật thì chơi về cái ngành hội họa đó, có thể là các vị đó người ta gặp, ta gặp cái trang web đó, cái tài liệu đó trước tôi lâu lắm, bởi vì thầy Diên Thức phải chơi mấy chục năm trước à. Còn tôi thì lúc đó tôi chưa biết gì thấy hết á. Cho nên cái việc vẽ có thể là phải nói là một tài năng có thật. Thì khi mà tôi tới cái chùa của thầy đó cách đây là khoảng 5-6 năm đó, thì cái cảnh nó âm u, nó tịch mịch mà âm u. Và có thể nói rằng là cái phòng tranh có thể mà thấy vẽ đó thì mình thấy ngỡ ngàng. Đáng lẽ ra nghệ thuật thì người ta phải trang trí cho đẹp đẽ, chứ ở đây không có.
giống như là một cái trại quan thế của ai đó bỏ vậy. Chỉ có tranh là vẽ vô số kẻ, chồng chất chồng chất chồng chất, đẹp có xấu có, ai ai khen cũng được mà ai chê cũng được, phải vẽ chồng chất đủ thứ. Ngoài cái tranh vẽ chồng chất để ra rồi rêu nhện 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 đóng bụi bụi bám ra thì sẽ còn cái đắp tượng đó. Đắp đắp những cái hình tượng mà phần nhiều thì đắp có cái bán thân, đắp bán thân tượng thì đắp cái thì bỏ lũ khu ngoài sân, nghe là cả hàng 4, 5, 70 cái vậy đó. Rồi nghe nói cũng có người ngoại quốc ta thích cái kiểu tượng đắp cái kiểu vậy, rồi ta cũng mua một ít cái gì đó ta đem về ngoại quốc. Mà chính tôi thấy cái tượng đó cũng có cái vẻ lạ lùng, nó có cái nét đẹp lạ lùng, cái nghệ thuật đó là có những người ta thích dữ lắm. Ngoại quốc người ta mua mua cái đó mà bưng máy bay về mà mấy chục ký lô một cái đầu tượng vậy đó, mà người ta chịu cực như vậy là chứng tỏ rằng là nó có cái nghệ thuật kiểu nào đó. Với tôi thì tôi không đánh giá nổi, nhưng mà tôi phải nhìn là đẹp. Bao nhiêu chục cái mặt, bao nhiêu chục cái đầu đều là có cái con mắt, cái nụ cười, cái dáng vẻ đều khác nhau, mà khác nhau một cách tự nhiên. Thì cái tài năng nó như thế, thơ làm được, hội họa như tôi nói nãy giờ, rồi điêu khắc, rồi nhạc cũng được nữa. Rồi có lúc lại thầy dân thức này lại là đóng phim nữa cơ. cái hãng phim nào đó thương lượng với thầy, rồi thầy cũng thương lượng với Phật giáo Lâm Đồng với nhà nước, đứng vô trong cái thành phần đóng phim. Cái chuyện hay và dở thì chuyện đó là các vị với tôi không có rành, nhưng mà thầy có đóng phim. Phim đó gọi là, cái đầu đề gọi là Dốc Tình. Rồi người ta mượn cái chùa của thầy đó, cái chùa, cái phòng vẽ của thầy đó, nó ngổn ngang, nó âm u, nó tối tăm ở trong đó đó, thì là người ta làm cho cái chỗ của một bà già điên ở. Vậy mà thầy dám cho đó, mà cho cái chỗ đó nó phù hợp với cái kiểu sống của một bà già, của một bà điên điên khùng khùng, trong cái nguyên Dốc Tình đó. Người ta thì người ta không chịu làm vậy đâu, nhưng mà ông thầy dân thức này thì ông chịu làm vậy, ông không ngán gì hết. Chỗ ông ở vậy đó mà làm cái chỗ người điên ở trong quyển, trong cái bộ phim đó, thầy cũng không ngán. Và thầy đóng giùm chơi chứ cũng không ăn tiền, mà cũng không ngán gì hết. Do vậy mà về hội họa đó, thì khi mà thầy Diễn Thích ta tới lui chơi với tôi để làm thơ đó, thì nói về hội họa đó thì tôi cho thấy một cái biệt hiệu là cái trường phái của thầy là cái bằng Tuyệt Ngôn Tư Trường Phái Họa. Tức là cái môn họa này, cái môn vẽ của thầy là cái bằng Tuyệt Ngôn Tư, theo cái trường phái Tuyệt Ngôn Tư. Là vì các cái nhà mà thích nghệ thuật tranh ảnh trên thế giới, ta tìm thấy nhùm nước á, người ngoại quốc á, đông nhiều lắm. Cho nên là cái môn vẽ đó là phải nói là tôi gọi là Tuyệt Ngôn Tư đó, có nghĩa là không có phê bình được, không có nói được. Hỏi vẽ cái gì không nói được, cảnh nào không có. Nghĩa là tranh đó thì mình dần thấy nó có cái vẻ đẹp lạ lùng, mà hỏi cảnh nào không phải cảnh nào hết, không có cảnh nào trên thế giới hết. Hỏi chơi vẽ cái gì cũng không nói được, đã để là nó không, trong đó không có người, mà trên ảnh đó là núi non rừng rú, mà cái gì nói cũng không được, không nói được cái gì hết. Rừng phải rừng, có cây chẳng phải là có cây gì hết. Rồi mây thì cũng không phải là mây gì hết.
ấy. Thế mà người ta nhận thức kiểu nào đó, cái người ta ham nghệ thuật cái mà, người ngoại quốc tới dữ lắm. Do vậy cho nên là theo lời của thầy Diên Thức nói với tôi thì phải tự có một cái số kinh tế tài chánh tự nhiên mà không có đòi hỏi. Người ai thích cái gì lấy cái nấy, người ngoại quốc thích cái gì lấy cái nấy, lấy rồi tự bỏ tiền vô trong cái gáo dừa, cái hộp lon như vậy, muốn cho gì cho, không bán, không nói giá. Kể cả cho bên đem về Hoa Kỳ triển lãm cũng không bán, không nói giá gì hết, tự bán, tự làm, tự giúp đỡ tài chính cho những học trò, những người nghèo gì đó, cũng không lấy tiền luôn. Cho sao cho không cần biết, cho nhiêu cũng được, không cho cũng sao. Cái đó là cái ngộ nghĩnh. Một cái nữa là nó cũng trùng hợp với cái ý của tôi gặp nhau là chùa chiền không có sửa sang, không có mua quà mua kiểm thứ quý báu gì hết, nghĩa là những cây tầm thường có gì chơi nấy chứ không có gì quý hết. Đó là nói về ngoại cảnh của cái chùa Lam Tỳ Ni ở Đà Lạt, cho tới bây giờ cũng vậy. Còn một cái nữa đó là, một cái tánh nữa đó là phải đi chơi. Khi mà bình yên hết rồi, mọi việc rồi, đất nước bình yên rồi đó, đường xá tương đối tốt rồi, thì bây giờ thấy đi chơi dữ lắm. Đi chơi bằng cách như là đi xe ô tô có, đi xe khách, xe hàng có, rồi cởi xe gắn máy đi tỉnh này sang tỉnh khác, vùng này tới vùng nọ, rồi đi chơi đi du lịch, rồi có thể là đi từ trong nước mà đi tới ngoài nước. Đi ngoài nước thì trong nước phải đi dễ dàng, là vì cái cách là ăn với cách ở của thầy thì có cái đặc biệt mà tôi làm không được, tôi không làm được. Tôi không làm được là vì tôi có một cái nhược điểm là tôi chịu cực nhiều không nổi, chịu cực vừa vừa thì chịu được. Chứ cực cỡ như chịu cực mà để đi chơi như thầy Diên Thức là tôi không chịu cực được. Bởi vì thầy ăn sao cũng được hết á. Ăn cả ngày không có ăn một miếng gì, không có chấm ở trong cái nước tương chao là muối nữa. Ăn không cũng được, ăn cơm hoặc là ăn bánh hoặc là ăn trái rồi mà không cần uống nước. Cho nên chơi như thế cả ngày là khỏi có đãi nước đâu gì hết trơn. Mà ăn cái gì cũng có thể thế cho bữa cơm được. Đó là một cái mà tôi làm được. Rồi ngủ thì là đi bất cứ ở đâu. Tự mình có mang theo một cái võng thật là lớn. Rồi tự treo cái võng ra, rồi có thể tự ngủ ở ngoài sân cũng được, ngoài mấy hiên cũng được, hàng ba cũng được. Cái đó là cái lạ, cái tính lạ. Mà tôi gọi là dị nhân, tôi sẽ giới thiệu các vị, đó là tôi gọi là dị nhân là vậy đó. Cái tính lạ hơn mọi người, ngủ sao cũng được, ngủ giống. Còn cái lạ nữa có thể là mặc đồ. Thì cái mặc đồ có thể đó thì, có thể diễn thức đó thì tôi thấy có làm bài thơ tự trào. Mà trong đó có tôi đóng góp ở trong cái bài thơ tự trào để vui á mà. Chơi nhau rồi vui nhau. Và bài thơ đó là bữa đó buổi chiều thấy đến liễu liễu đường tôi ở ngày đó là ở trên tới tối, tới cỡ 8 giờ tối. Thì bữa đó thì tôi với thầy đi trên một con đường. Con đường ở trong cái liễu liễu đường, tôi có một con đường đi chừng khoảng đường đó là tôi thường đi dữ lắm, để gọi là thiền hành đó. Ngoài những con đường thiền hành ở ngoài xa, thì có con đường đó tôi gọi là thiền hành mà nó ở gần chỗ cái am, cái liễu liễu đường của mình.
khoảng khoảng đường nó chừng 100 thước, tôi thường tới lui tới lui. Thí dụ như giờ này nè, giờ này là 3 giờ, là 2 giờ khuya, 2 giờ, 2 giờ rưỡi khuya là tôi thức rồi, rồi tôi đi thiền hành ở dưới đó cỡ nửa tiếng, đi tới đi lui 2 bận 3 bận 4 bận tùy theo bữa đi thiền hành đó, rồi vô tôi mới triển khai cái thơ đây để gửi cúng dường tặng cho các Phật tử gần xa, là tôi đi trên đường đó gọi là thiền lộ. Thì cái bữa nọ thầy Diên Thích nói với tôi là tình cờ thầy ra cái đầu đề, thầy đọc một câu thơ: thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ. Bữa đó trăng lên nè, trăng lên mà đồng thời là trong trong giường thì tôi có cho mấy cái bóng đèn nó phụ, nó rọi vô mờ sáng sáng, trên thì có trăng. Thành ra thầy đọc về cái câu là thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ. Nếu mà bài thơ mà gieo cái dần như thế là cũng khó làm đấy. Nhưng mà tôi phụ vô câu thứ hai: đêm sương không lạnh tưởng trưa hè. Là bài thơ rồi, hai huynh đệ cười quá chừng quá đổi. Đêm sương không lạnh tưởng trưa hè. Thêm câu thứ ba nữa là: thân mang áo ấm 12 lớp. Rồi câu thứ tư cuối cùng là: trẻ nít nhìn ông khóc chạy te. 4 câu. Thì để cái đề, thầy để cái đề là cái tự trào, cái tự mình nói, tự mình giỡn với mình, tự mình cười mình, tự mình vui với mình. Mà trong lúc này là vui là hai huynh đệ. Rồi cũng có vài Phật tử nó sẵn đó, nói cho Phật tử họ hưởng ứng, họ nghe, họ cũng cười, họ cũng vui dữ lắm. Rồi cái bài này á, đem ra nhiều người mà yêu thơ khác đó, người ta quả lại có mấy bài cũng hay bằng cái cách vui á, tự trào mà. Rồi người nào cũng làm bài tự trào cả, 3-4 người làm 3-4 bài. Người thích thơ thì phải nói là vui, vui lắm. Thì thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ thật sự là vậy. Con đường nó đi dưới trăng, mà đi dưới trăng thì cái đồi tà dương này thì luôn luôn là lặng lẽ rồi, không có khách khứa bất tử, không có đông người, mà lại đã ở trên cái cảnh u tịch, cô liêu trên ngọn đồi cho nên không có ai hết, trời lại lặng lẽ. Thì rõ ràng là bữa đó sương mù, ở đây là sương mù nhiều lắm, cái vùng Tây Nguyên này, cái vùng chỗ tôi ở đây là sương mù dữ lắm, kể cả tháng nắng cũng có sương mù, còn cái tháng mà hay chuyển mưa là sương mù nhiều lắm. Thì câu thứ hai là đêm sương không lạnh tưởng trưa hè, là tại vì là phải mặc 12 lớp áo, luôn luôn là mặc 12 lớp áo, trong đó đủ cả giấy tờ, đủ cả tiền bạc, đủ cả bàn chải đánh răng, cả đồ cạo râu, cả sách vở, thấy mang trong người, thấy nó giống như là một cái diện bảo tàng, một cái nó chứa đủ tất cả những cái gì cần thiết của cuộc sống. Chính cái lối sống đó tôi tặng thầy là một cái chữ gọi là di nhân. Di nhân là cái người lạ, sống cái cách lạ hơn người thường nhiều lắm. Từ 10 tới 12 lớp áo đó là bình thường. Cho nên là nhìn thấy là các vị nào mà thấy thầy Diên Thích cái hình mà đứng gần bên tôi đó là một đống bự lắm, mà kỳ thật là thấy không có mập hơn tôi nhiều, cũng một cỡ giòn giòn vậy thôi. Nhưng mà 12 lớp áo, mà trong đó có mấy lớp áo ấm thiệt, còn bao nhiêu cái lớp áo giải bình thường, rồi mai túi, đủ thứ túi, túi lớn, túi nhỏ, rồi nhét trong đó đủ thứ. Trong đó cả viết, cả lách, cả sách, vở, cả những cái tập thơ, 1, 2, 3 tập thơ nhỏ nhỏ thôi, đều là đưa vô đó hết.
kể cả giấy passport cũng có. Giấy passport là làm sẵn sàng. Cho nên là thí dụ như đi đi các nước Đông Nam Á đó vậy, là các nước ASEAN đó vậy, là tình cờ là thấy có thể đi đi lên máy bay đi được, mà không có gì khó hết, bởi vì ông xin sẵn rồi. Vì trình cái là đi, như Campuchia hay là Lào đó, để trình cái là đi. Mấy nước ASEAN giờ dễ rồi, trình cái giấy xin sẵn rồi, trình cái là đi. Thế là thấy đi đâu là tự có bao nhiêu quần áo đó. Mà cái đặc biệt là ở Đà Lạt thì mặc 12 lớp, cả cả mấy lớp áo thường 12 lớp rồi, mà đi đi Sài Gòn, đi các nơi cũng mặc như vậy, cũng mặc 12 lớp vậy, và cũng đựng đủ thứ vậy, sách vở, viết, bút, đồ cạo râu, đồ tắm giặt, đồ nghĩa là cần dùng. Mà trong đó là có một cái giỏ thật lớn, là một cái túi rồi cũng mang theo, đi tới đâu căng ra nằm ngủ tới đó. Thế thì là từ cái bản thân của thầy Văn Thức, nó có một cái lạ hơn người khác. Thơ làm chơi, ai khen cũng được, ai chê cũng được. Ai nói giỏi cũng được, mà không nói cũng được, mà chê dở cũng không sao. Rồi vấn đề ăn ngon dở không thành vấn đề, ai cho ăn cũng được, mà không không có ai cho. Đi dọc đường cần mua cái gì đó, một nải chuối treo nhõng nhẽn trước ngực, vừa vừa đi vừa ăn cũng được, ai ai đánh giá cỡ nào cũng không sao. Cái đó là cái lạ mà tôi làm không được, tôi làm chưa được. Chùa chiền thì không o bé gì hết, đóng cửa đi đi hoài. Gần đây đó theo tôi biết đó là một tháng ở nhà ít hơn là đi đi chơi. Đi chơi quá mà rủ tôi đi rồi rồi tôi đâu có đi được. Một là lớn tuổi rồi, mắt mình nó sợ sệt thì mình đi mình đâu có nhận thức, mình đâu có thấy những cái gì đẹp đẽ đâu. Cho nên là dù có cơ hội đi cũng không muốn đi. Mà thầy Văn Thức thì gọi là chơi đó. Tôi chơi, vẽ cũng vẽ chơi. Rồi mọi việc đều là coi như chơi, rủ đi chơi. Tôi không đi được, buộc lòng tôi muốn nhắc nhở thầy bớt đi, chứ đi nhiều quá nó cũng cực. Thành ra tôi có làm bài thơ tặng cho thầy là: chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Cái đầu đề bài thơ là đi chơi. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Chơi tâm, chơi cảnh lẫn chơi đồi, chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót, chơi bóng trăng rừng, chơi tự chơi. Tôi làm bài đó để nói lên rằng là mình không đi mà mình cũng cũng có cái cách để mình chơi. Cho nên chơi không nhất thiết phải đi. Mà nói tới bài thơ đó thì tôi nhớ rằng là giáo lý của đạo Phật có cái giáo lý gọi là pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân. Về bản thể thì cái tánh thanh tịnh thì nhất chân. Về hiện tượng thì là trong vũ trụ này đi tới đâu cũng cũng không có gì khác, bất nhị. Nghĩa là cũng có kẻ giàu, cũng có người nghèo, cũng có kẻ người less home. Như bên Mỹ có những người ăn xin để nó thơm là bại sản hay là thất nghiệp gì đó. Rồi cũng có người ăn xin, rồi cũng có người giàu, cũng có người nghèo, rồi cũng có người tốt, rồi cũng có kẻ xấu, vân vân. Do vậy cho nên là mình không cần đi mà mình ngồi nhà mà mình cũng thấy hết. Ông ấy nói luật hồi xưa là mù hai mắt mà thấy mà biết cả tam thiên đại thiên thế giới. Do vậy cho nên là cứ theo lý đó mà suy, và sự thật là tôi tự tư duy tự thiền định tôi cũng thấy được cái điều đó. Ngồi nhà mà biết cái chuyện của vũ trụ. Một là mình thấy bằng tâm, bằng trí, mình quán chiếu, mình thấy. Hai là nghe tin tức.
Đợi giờ khoa học cái ngành thông tin nó thông tin hay lắm. Nếu mình cần nghe cần biết là mở internet ra hoặc là nghe 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 đài nói là mình có thể biết, mà biết để nhận thức cái tổng quát chung của hiện tượng vạn hữu. Về cái thể thì nhất chân, mà về cái hiện tượng là bất nhị. Do vậy cho nên là mình không có điều kiện đi, mà mình cũng không có sầu khổ, cũng không có tự ti mặc cảm rằng mình không không đi đó đi đây, ở nhà với mẹ biết nào khôn. Không phải câu đó mình không có mặc cảm. Thế gian người ta nói là muốn khôn mà phải có đi đây đi đó, chứ ở nhà với mẹ thì biết chừng nào khôn. Câu đó nói nghe như 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 trúng, mà sự thật không có, không phải chân lý. Đức Phật hồi xưa không nghe nói xuất gia gì hết, dù là hoàng tử nhưng mà cũng không có đi tham quan, đi du lịch ra, đi xuất gia gì hết. Ở trong đất nước Ấn Độ tới lui qua lại trong mấy khu rừng, và tới lui trong khu gì, lưu vực sông Hằng đó mà truyền bá đạo pháp cho tới ngày nay. Không có, không giống như cái câu câu ca dao đó, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào không. Câu đó nói nghe như đúng mà không đúng, không có chân, đúng mà không có chân lý. Chân lý sự thật là cái người mà khôn không 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 nhất thiết phải phải đi cho biết đó biết đây. Bằng cớ là Phật Thích Ca không có đi nhiều, cho nên là tôi làm cái bài thơ là chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Và sư sao tôi ở nhà tôi có được chơi rõ ràng là vậy. Chơi tâm, mình có thể mình ngồi gọi là thiền tọa, mình có thể thiền hành gọi là thiền hành, mình đi mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình nghĩ những cái điều xấu mình loại bỏ lần 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 lần, mỗi ngày mỗi bỏ thêm lần lần, mình nghĩ những điều tốt mỗi ngày mình mỗi phát huy lần lần, những cái sai lầm mình phải biết hối hận để mà chừa chừa, giống như là cái bài hát sám hối trong đạo Phật á. Đạo Phật có bài hát sám hối mà mấy chục năm trước hồi đó tôi đi dạy cho học trò học dữ lắm. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa. Đây là cái bài hát sám hối mà gia đình Phật tử hát à. Cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xa gia hoa đào cho con. Hồi đó thì gia đình Phật tử cái bài hát là họ hát là cúi xin Đức Thế Tôn đem lòng từ bi mà xả tội cho con. Cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xá tội cho con. Đời con buồn thăm bởi bao mê lầm. Bài hát là như thế. Nhưng mà tôi nói cái này bởi vì trong cái đầu tôi giờ nó nhiều thứ tôi cần nói với Phật tử lắm. Nhưng có điều là không phải tôi nói ai cũng bằng lòng nghe. Chứ cái bài hát đó, hồi đó là tôi đã sửa mấy chục năm trước rồi nghe. Tôi không chịu đó. Cái bài hát tôi thuộc dữ lắm, tôi dạy nhiều lắm đó. Hát hồi nhỏ hát hay lắm ấy. Nhưng mà bắt buộc phải sửa thôi. Cái từ mà nó cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xả tội cho con đó là tôi không chịu đó nha. Bởi vì theo cái học cái hiểu của tôi đó, Đức Thích Ca không có xả tội được cho ai hết. Do vậy mà mấy chục năm nay tôi gửi đến các vị những cái bài giảng của tôi đó, không bao giờ mà tôi quảng bá, tôi tuyên truyền rằng Đức Thích Ca là vạn năng,
là siêu nhân siêu nhiên, là vạn năng, là muốn ban cho ai cái gì được cái đấy, muốn giúp ai cho ai được cái gì được cái đấy. Tôi không chịu cái đó. Và mình có tội lỗi gì đó, mình vô chùa mình lại Phật rồi mình sám hối, rồi cái tội lỗi đó nó hết. Chỉ cần cúng, mua đồ ngon cúng chú Cao, rồi cái là nho Mỹ, rồi bom Tân Tây Lan, rồi đem về cúng Phật, rồi để được, rồi lại Phật, rồi gian sinh để cho Phật xả tội. Tôi trước sau như một không bao giờ nói vậy. Ai bằng lòng không bằng lòng là tôi chịu thôi à. Thậm chí ai có ghét bỏ cỡ nào đó cũng chịu thôi. Có người phỉ báng kiểu nào đó cũng chịu thôi. Chứ còn bảo nói Đức Thích Ca mà là xả tội cho đó là tôi không chịu. Mà tôi sửa lại là cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà qua đạo cho con. Đức Thích Ca quá đạo, dạ dỗ thì được, chứ mà xả tội là không được. Đời còn buồn tham bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thánh thơi, vì con biết quay về thành tâm đệ quý, và con xin hứa xa hết lỗi lầm. Đấy, chơi với tâm là vậy đó. Chơi với tâm, chơi với cảnh là vậy đó. Và con xin hứa xả hết lỗi lầm. Bền tâm noi gương của Đức Thế Tôn. Thì mình chơi với tâm, chơi với cảnh là vậy đó. Tự hành, thiền hành, rồi thiền tỏa, rồi tự tư duy quán chiếu, rồi tự nhận thức cái tâm của mình, rồi mình nguyện xá hết lỗi lầm. Mình tâm noi gương của Đức Thích Ca. Già rồi, cái hơi nó không có. Thì này, ca là ca để lấy cái lời, chứ còn mà ca để mà thích thì ca nghe cho hay như nghệ sĩ đó thì tôi không có rồi. Nhưng mà tôi nói như vậy, tôi ca như vậy, hát như vậy là để lấy cái lời ca đó. Lời ca đó tôi sửa mấy mươi năm á, tự sửa thôi, chứ còn những người khác người ta không biết thì người ta đâu có sửa. Mà thứ nhất là người ta cầu nguyện là cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xả tội cho con, là nhiều người nghe có nó chịu quá rồi còn sửa gì. Nhưng mà tôi cho nói như vậy là không khéo là coi như mình phỉ báng Đức Thích Ca. Đức Thích Ca không có giúp đỡ, không có ô dù cái kiểu vậy. Làm những điều sai quấy tội lỗi rồi mua đồ quý, đồ ngon, nhan thiệt đắt tiền, nhan thơm trà thơm, rồi đem đó rồi dân rồi cúng rồi lại để yêu cầu Đức Thích Ca xả tội. Như vậy là Đức Thích Ca hối lộ sao? Đức Thích Ca thiên vị ô dù sao? Cho nên cái từ đó là cái người mà có trí, mà cái người mà có cái tánh mà công minh liêm chánh, ta nghe ta không chịu. Vì thế mà riêng tôi là tôi sửa cái bài đó lâu rồi. Cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà qua đạo chúng con. Đời con buồn thâm bởi bao mê lầm. Đại đế là vậy. Thành ra chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đòi cũng chơi được chứ. Ở đây là tôi đi nhiều cái đồi lắm. Mình đem theo cái võng ra ngoài đó, văng với cây thông này qua cây thông kia, rồi nằm đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà moi móc kinh điển ra, mình làm việc trong đầu mình á, tự nó vui à. Rồi nghe chim rừng nó kêu, nghe là gió thoảng chim kêu, rồi nhìn những cây bông hoa, mà mình phải nhìn bông hoa rừng mà cho nó đẹp được đó, là cái tâm mình mới là tốt đó nha.
Còn mình lựa mà bông hoa thiệt đắt tiền mình nhìn mới đẹp. Còn bông hoa rừng mà mình nhìn mình không biết đẹp đó là hãy coi chừng. Hãy coi chừng. Tâm mình chưa ổn đó. Sách có câu rằng tâm an mau ốc ổn mà tính định thể căn hương. Cái tâm mình an rồi đó, mình ở cái nhà nó đơn sơ, nó giản dị, kính mưa kính gió thôi mà tâm người ta vẫn an đấy, vẫn vui vẻ, vẫn sung sướng được đấy. Còn tâm tính mình mà có cái định tâm an ổn rồi, nhẹ nhàng rồi đó, là mình ăn đồ dở, đồ tầm thường mà nó cũng ngon được. Không ăn đồ quý mà nó cũng ngon được. Cho nên là ông thầy Duyên Thích mà tôi nói nãy giờ đó, ông có cái đặc biệt của ông mà tôi bằng lòng. Cho nên là thiền sư Duyên Thích là tôi phong chứ không phải người khác phong, không phải nhà nước phong. Thầy Duyên Thích không có cần thiền sư hay là cái chức gì hết. Hiện giờ thầy không có cái chức gì ở trong Phật giáo Việt Nam. Mời vô làm chức thì phải thấy làm như nó có cái gánh nặng gì đó, sao đó không biết, thầy không có làm. Thì cái chỗ đó nó tôi với thầy là nó có cái giống, cho nên là tôi viết bài thơ tôi tặng thầy. Là chức này mình không có chức gì ra cái gì. Thí dụ như tôi là cái chức của tôi là vô thưởng vô phạt. Tại vì tôi dạy học lâu năm quá rồi, thành ra là giáo hội cử tôi làm cái ngành giáo dục. Chứ cái chữ hiệu trưởng này là cách đây là mấy chục năm mà không có hiệu trưởng gì hết á. Thời kỳ tôi học là cái ban giám đốc mà thầy của tôi đó, ở trong một cái trường Phật học vậy đó, không có cái chữ hiệu trưởng. Tôi rồi ông Thanh Từ rồi ông Thiền Tâm rồi ông Tắc Phước rồi ông Bú Huệ rồi những một cái lớp học của tụi tôi là cũng là 50-100 người đi luôn mấy đi luôn 12 năm nổi, có người là 3-4 năm nghỉ, có người 6 năm nghỉ. Hồi đó học đông chứ không bây giờ ít, nhưng mà đông thua bây giờ, nhưng mà không có cái chữ hiệu trưởng. Rồi bây giờ thì gọi là hiệu trưởng là gì? Tại vì là mình đặt ra theo cái lối giáo dục của thời đại đó mà. Thành ra cái chức hiệu trưởng đối với tôi là cũng là vô thưởng vô phạt vậy thôi. Nghĩa là mình làm cái việc giáo dục thì cái từ đó trong ngành đó nó vậy. Chứ còn đối với tôi là nó cũng vậy. Anh nói tôi hiệu trưởng cũng vậy, mà anh không nói tôi hiệu trưởng cũng vậy. Không sao hết. Ông thầy Duyên Thức cũng vậy, ông có chức gì hết. Cái đó là cái mà nó giống nhau mà, cho nên mình chơi nhau là vậy đó. Thành ra là chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đồi, chơi trời xanh ngắt chơi chim hót. Nhìn trời xanh, có những lúc mình nhìn trời xanh mình vẫn phát cái tâm, mình vẫn phát cái tâm trong sáng nhẹ nhàng thanh tịnh và tự vui bằng cái cách cái lúc mà mình nhìn trời xanh. Mà cái vùng Tây Nguyên này đó, bởi vì vùng này nó cao hơn mặt biển thường là cỡ 1.000-1.500 thước, cho nên là không biết gì lý do gì đó, chuyện thời tiết của khí hậu mà ở đây đó, ban đêm mà nhìn sao đó thì sao nó sáng hơn là ở đồng bằng nhìn sao. Còn cái lúc mà trời mà xanh thiệt xanh đó, thì có những cái đêm, có những ngày nó xanh một cách màu nhiệm lạ lùng. Xanh hoàn toàn là xanh da trời mà không có một gợn mây nào. Cho nên đẹp dữ lắm. Cái đó nó có khác hơn ở đồng bằng, ở miền Tây. Tôi là dân miền Tây. Dân miền Tây mà kiếm cái trời xanh mà lồng lộng vậy đó, ít có. Còn ở đây gặp thường quá. Cái vùng mình ở thường thấy trời xanh lồng lộng một màu, kêu bằng xanh biếc đó, xanh mà xanh da trời đẹp vô cùng. Còn ban đêm thì ở đây là nhìn sao nó làm như nó gần hơn. Đương nhiên là nó nói về mặt đất với mặt biển thì đây nó cao hơn cả 1.000-1.200 thước. Cho nên cũng có thể là do gần hơn mà mình thấy cái sao trời nó sát hơn cũng có.
Thế thì là chơi, mình chơi chơi trời xanh gắt, nhẹ nhàng lắm chứ, được chứ. Và chơi chim hót, có những bữa mình nghe chim hót, mình chưa mình nghe ve, cái vùng này ve dữ lắm, có mùi 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 ve, là con ve dữ lắm, nó kêu rền lỗ tai. Nghe ve kêu cũng được, nghe chim hót cũng được. Và chơi với bóng bóng thông rừng, tôi ở đây là báo cáo với tất cả các vị, tôi hết sức bằng lòng với cái bóng thông rừng mà tôi là dọn được 2-3 con đường, tôi gọi là thiền lộ đó, thiền lộ 1, thiền lộ 2, thiền lộ 3, thiền lộ 4, đi dưới bóng thông rừng, nó nhẹ nhàng, con người tâm hồn nó mát mẻ, nó yên tĩnh. Cái đó là cái thích thú mà xin báo với các vị mừng giùm tôi, thì tôi cảm ơn đấy. Tôi hiện giờ tôi được ở những cái chỗ vậy, tôi có thể vui với bóng thông rừng và vui, tự vui, vui một mình mà không 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 có người mà cũng tự vui được. Cái đó tự tự mình có, mình biết, mà chừng nào người nào có thích cái đó, có cái tâm đó rồi rồi tự biết, tự mình vui một mình được. Thế thì là tôi làm cái bài thơ đó là để, một là tôi cũng tự nói với mình, vì nó có một cái nguồn giáo lý pháp giới bất nhị, bản thể nhất chân, cho nên mình có thể tự vui mà không cần đi. Thầy thầy Diên Thích thì có cái là đi đi nhiều hơn tôi, là bởi vì năm nay thầy mới có 70 à, mà nói đến 70 có nhiều vị nghe cười, trời Phật ơi, người ta chết 40-50 cũng có, lào là đó có 51-52 tuổi chết, còn Trúc Lâm Tam Tổ thì có hai ông có bốn mấy tuổi, mà đây là 70 mà ông còn nói 70 riêu, các vị cười tôi sụt sụt nữa. Thiệt tình là ông thầy này là năm nay 70 mà ông còn cỡi xe, ông đi cả hàng trăm cây số trong ngày cũng được. Thế thì tôi nói đây này, là tôi nói cái gọi là dị nhân đây nha, dị nhân là cái lạ của thầy Diên Thích đó. Đi chơi rất dữ, đồ nghề đem ra trong người, ăn dễ, ngủ dễ, ở dễ. À còn cái nữa, cái lạ nữa là bất cứ là ai đi tới chùa của thầy Diên Thích là không bao giờ được được mời uống nước, bởi vì trong nhà không có nước uống. Thầy uống cái kiểu đơn giản có thể làm sao đó, cho nên không có tách, không có ly, không có bình gì hết trơn, mà không có nước trà. Do vậy cho nên không bao giờ được mời uống nước. Tôi tới đó cũng vậy thôi à, tự làm sao làm không biết, uống ở đâu uống, hoặc là đem đem cái bình theo. Tôi thì khác, tôi khó, cho nên tôi đi đâu tôi có đem cái bình nước của tôi theo, tới đó chơi là tự lấy nước của mình ra uống. Rồi ăn cũng không bao giờ được đãi ăn, nếu có đãi ăn thì kéo ra ngoài cái tiệm cơm chay nào đó. Có lần thầy đãi tôi bằng cái bữa cơm ở trong cái nhà lòng chợ Đà Lạt, mà tôi thì hơi ăn hơi khó chút, mình phải thành thật khai báo, mà cái tính mình hơi khó, cơm thì phải nấu phải mềm, mà ăn thì tương đối là còn nóng, mà vô cái xứ Đà Lạt nó lạnh thấu trời, rồi đồ ăn người ta nấu ra nó lạnh tức khắc. Rồi kéo nhau vô đó ăn vậy, cơm á thì cơm 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 bình thường đó, mà nấu để nó hơi đi hơi chút nữa nó cứng ngắc, rồi đồ ăn nó lạnh tẻo, tôi ăn thiệt là nó muốn nó muốn ấn luôn á, ăn không nổi, mà thấy ăn ngon lành. Cái đó là cái mà tôi phải học cái đó. Cho nên ăn dễ, uống dễ, ngủ dễ, không bao giờ được có chỗ ngủ ngon, bởi vì phải ngủ bằng võng, là thường thường đi đi đâu mang võng theo là vậy đó. Đó là cái tánh mà tôi gọi là dị nhân. Thì nói thì bây giờ tôi không có nhớ hết đâu, sẽ phải có những cái gì nha, không có cái gì quan trọng,
cho nên nó hợp với cái thứ thơ của tôi, nó gọi là làm thơ cũng là làm thơ chơi vậy. Rồi vai trò chức tước địa vị gì trong 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 xã hội cũng cũng không có, cũng chơi vậy thôi. Chùa chiền thì cũng không sửa sang gì. Do vậy mà tôi nói cái này là các vị nghe lưu ý là như như hồi nãy tôi nói ra, nghe là người ta không có đánh giá khi cái người ta khi khi một con người tài năng là đức độ đạo hạnh là người mà còn mạnh khỏe còn sống trên đời, người ta không nói. Còn đây tôi nói có nghĩa là đánh giá, không có nghĩa là phê phán, không có nghĩa là khen hay là chê, nhưng mà sự thật thế nào là mình nói thế ấy. Do vậy mà tôi có làm bài thơ như thế này. Làm thơ tôi gọi là Như Quyến Thiền Sư Tặng Viên Thức Thiền Sư. Như tôi nói hồi nãy đó, thầy Viên Thức ông cần gọi ông là cái ông gì đó, là cái người vậy đó, ăn chơi ngủ chơi làm chơi đi chơi, trong lúc mà vẽ mà để ra tiền ra bạc mà người ngoại quốc ta tới ta cho ta mua đó, ta cho đó cũng là làm chơi thôi. Mà ngay bây giờ thấy cũng còn cả không biết là bao nhiêu tranh đó, nhiều lắm. Bởi vì cái tài năng đó vẽ nó không phải là vẽ, đổ mực vô trong giấy vậy là tự nhiên. Tôi nói với thầy, tôi nói vẽ thầy là không phải vẽ đâu, thầy là tự cái kiểu của thầy ra tôi nhìn đó là tự nhiên, tự đổ, tự tạc, tự nhiên, tự lắc rồi nó ra tranh cho thầy có vẽ vậy đó. Rồi thầy xác nhận với tôi là cái điều tôi nhận xét là đúng. Cái cách mà vẽ tranh có thể là tự đổ mực rồi tự nghiêng rồi tự lắc rồi thành ra tranh. Nó giống như núi không phải núi, mà đồi không đồi, mà trời không trời, mà mây không mây, mà nước không nước, mà nó có cái nhìn nó có cái đẹp, có cái đẹp hồn nhiên của nó. Do vậy mà người ngoại quốc là nhiều nước tới tham quan đó và tới xin tranh đó, mua tranh đó. Không có nói giá, như tôi nói nãy không có nói giá, và tự bỏ tiền vô. Vậy mà riết là thầy cũng có đủ tiền để đi chơi đó. Thì cái đó tôi gọi là dị nhân. Cái những cái ghế ngồi mà của thầy đóng bằng cây rừng đó, nó không có ra làm sao hết trơn. Vậy mà ngoại quốc tới đó rồi họ cũng lên cái ghế kỳ cục đó. Họ nằm, họ ngồi rồi họ chụp hình. Không có một cái gì xứng đáng, không có cái gì quý giá. Cho nên cái lần đầu đó cách đây 5 năm là tôi tới là tôi làm cái bài thơ tôi tặng cho thầy. Bài thơ mà bây giờ tôi sắp đọc đây nè. Rõ bậc dị nhân vượt tánh thường. Tôi nhìn cái đó rồi tôi gặp phải lần đầu tiên tôi làm bài thơ vậy là rõ bậc dị nhân vượt tánh thường. Dị nhân là vậy đó, là khác, không giống ai hết trơn. Ăn dễ, ở dễ, ngủ dễ, không có nước uống, không có chỗ nghỉ ngơi ngon lành gì hết. Mặc thì thân mang áo ấm 12 lớp, trẻ nít nhìn ông khóc chạy te. Trong đó là mặt là có cái xanh, có cái đỏ, có cái vàng vàng, đủ thứ trong con người á. Cho nên nhìn á thì nếu người ta nói là cái ông già khùng cũng được, hay là ta nói ông già ba bị cũng được, muốn nói gì nói, tại vậy đó ha. Là các vị khi nào thấy cái hình đó, tôi chụp gần thấy chơi vậy đó, thì là cái hình đó là đủ thứ màu mè trong người. Thành bài thơ rằng rõ bậc dị nhân vượt tánh thường, khen chê như một chẳng hề vương. Không dương dấn, không ưu tư, không sầu muộn, không tự ti mà cảm, mà cũng chẳng có lúc tự tôn. Khen chê như một. Cái đó là cũng là một cái khó đó. Ở bên trong bụng cái vi tế sao thì mình không biết được, nhưng mà bên ngoài thì cũng chẳng có động tới ai,
không bình luận, không bàn cãi gì với ai để cho nó sanh ra cái mít lòng. Vui thì cái gì vui nói thì nói chơi, còn cái nào không vui là không nói, là đi chỗ khác. Bởi vì thầy không có lãnh cái vai trò gì hết, địa vị chức tước phân công gì cũng không có làm. Cho nên là chơi mà. Vì vậy cho nên là ai khen cũng không nhầm gì, mà chê cũng không sao, mà cũng không ai chê chi đó. Bởi vì nó giống như là con người vô sự rồi, có chuyện gì đâu mà khen chê. Thế cho nên là khen chê như một chẳng hề vương. Còn như như cỡ như tôi vậy đây nè, khen thì không có mừng lắm, nhưng mà chê cũng có suy nghĩ, chê cũng có suy nghĩ, suy nghĩ coi ta chê mình cái đó là đúng không, và sự thật mình là phải là người đáng chê không, có phải là người bị chê như vậy là đáng không, có suy nghĩ. Còn có người người ta khen, khen mà khen có những người khen mà mình không vui chút nào hết trơn nha. Thí dụ như là tôi đang giảng vậy cái rồi tôi hát, tôi ca lên bài ca, có khi tôi ca giọng cổ cũng có, giọng cổ mình học lớp người ta vài câu để mình biểu diễn, để mình lấy cái ý tứ. Rồi có khi là ca tân nhạc có, cổ nhạc có, rồi bất chấp giọng đờn cũng có, làm cho nó vui để mình nói lên cái ý tứ thôi. Mà mấy người không biết, người ta thích người ta khen cái đó, khen cái đó tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Mà tội nghiệp, chắc là ta thấy mình tội nghiệp, ta thấy mình hát nó không hay, nhưng mà mình cũng ráng mình hát sao đó, người ta cũng ưa mua mấy cái băng đó, cái dĩa đó, rồi về thì có người cũng khen. Khen là mình mắc cỡ, mình hổ thẹn đó chứ. Ai là tôi anh mà ca, hay là đây cái gì khác hay của người tu chứ, là ca mà khen mình ca hay là chết mình rồi. Đấy, vậy mà ở đây là cái ông thầy này là vấn đề khen chê như làm như khỏi. Bởi vì ông chẳng cần khen ông cái gì, và sự thật người ta tìm cái gì đó thì cũng khó kiếm lắm, ngoài cái vẽ ra. Còn làm thơ đó, làm thơ của thầy Duy Thức á, thì có những cái bạn huynh đệ nhau, người ta gọi thầy Duy Thức là làm thơ và kêu một thơ sạch. Thơ và thơ sạch. Thơ sạch là tôi cũng khen cái người nhận thức là cũng hay á. Có thứ thơ không sạch, mà tôi thường gọi vui, gọi đùa nhau, tôi nói thơ của chó của loài. Thơ của chó của loài, thơ nó không có sạch. Hoặc là bài thơ xây dựng cái gì đó, có cái chủ đích để ta xây dựng cái gì đó, ta xây dựng cái đạo tâm, cái đạo lực, cái đạo hạnh gì đó ở trong bài thơ đó. Thế thì bài thơ đó là thuộc về thơ thơm, thí dụ vậy. Còn có những bài thơ của chó của loài thì gọi là thơ không sạch, thơ cụ chó cụ loi. Thí dụ như là Yên Đổ gì đó, Tam Nguyên Yên Đổ đó ha, bài thơ mà để ngạo mấy ông tiến sĩ đó, thơ đó thơ không sạch, thơ đó là để nó những có những cái chê trách, mà chê trách nhẹ nhàng bằng văn hóa. Thơ ông tiến sĩ giấy đó, cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cũng gọi ông nghè có kém ai, mảnh giấy làm nên thân giáp bản, nét son điểm rõ mặt văn khôi, tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá danh khoa ấy mới hời. Đó, bài thơ đó nghe như là thơ chơi, chứ mà kỳ thật không phải là thơ của loài à. Để nói lên rằng là những cái thứ tiến sĩ mà nó dễ ẹt à, bằng cấp thì có, mà việc làm thì không có gì hay. Ông tiến sĩ bằng giấy mà, người ta làm ông tiến sĩ bằng giấy,
cũng có cái mang cờ, rồi cũng biển, rồi cũng cân đai, rồi người ta cũng gọi ông Tiến sĩ Giấy là ông Nghè. Mà ông Nghè này là bằng cái mảnh giấy làm nên cái thân hình ông Nghè. Thì cái mặt văn khôi của ông Nghè này là bằng vẽ vời, bằng mực, bằng son. Rồi cái thân xiêm áo cả người gọn vậy đó mà nó nhẹ xìu, bởi vì nó bằng giấy mà. Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá danh khoa ấy mới hời, người ta để cái biển của ổng là ông Tiến sĩ Giấy. Tiến sĩ Giấy là mua là có mấy xu mấy cắt vậy đó. Đó thì thơ đó là gọi là thơ công kích đã phá. Lại như thơ thì thí dụ như là lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau tâm trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông quyết đi buôn cối vừa chửi thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Đây là thơ này là cũng thơ của Loi đó. Bởi vì mỗi mùa Tết vậy đó là đi chúc nhau rầm rộ vậy, người này bịch khăn đóng áo dài đi tới nhà kia chúc trường thọ bá niên, chúc phước lộc thọ viên mãn, chúc đủ thứ chúc. Thành ra bài thơ đó là lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau. Do vậy cho nên là thành thật mà nói, Phật tử tới chúc tôi cũng cảm ơn, mà tôi cũng phải chúc lại người ta. Nhưng mà chúc là trong bụng mình có hơi mắc cỡ ở trong đó. Nó có hơi thẹn thẹn trẻn trẻn. Bởi vì ông gì đã quên rồi, ông Nguyễn Khuyến làm thơ vậy đó. Ý là đánh đổ rằng là cái chúc nó không có được cái gì hết trơn. Chúc là trăm tuổi, mà trăm tuổi là hồi xưa Việt Nam mình là có cái tục lệ ăn trầu. Nam có ăn trầu, mình nữ có ăn trầu, có tục lệ ăn trầu. Thế thì ông chúc là sống lâu trăm tuổi bạc đầu râu. Rồi bây giờ ông Nguyễn Khuyến này, ông nói ông đi buôn cối, tức là cái cối mà thế cho cái ống ngoái á. Người ta làm một cục cây, người ta khoét cái lỗ, rồi người ta làm cái giống như cái chài để đâm, để dầm trầu ra bạn. Thành ra ông tính ông làm cái cối đó ông bán, để cho mấy người mà già quá rụng răng hết rồi đó, sống dài quá rụng răng hết rồi, ăn trầu phải giả bằng cối. Lắng lặng mà nghe nó chút sang, người thì bán chức kẻ buôn quan. Phen này ông quyết đi buôn lộng, vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng. Bởi vì làm quan nhiều quá, mà làm quan là phải là lộng, đi có lộng, có ngựa, có kiệu, mà ngồi trên ngựa trên kiệu vậy chứ phải có cái lộng. Cho nên là người ta làm quan nhiều quá, chúc làm quan thành công nhiều quá, giờ thì ông làm nghề buôn lộng, mà buôn lộng là vừa chửi vừa rao nó cũng mua nữa, mua để làm cho nó kêu bằng là bái tổ vinh quy, phải cho nó đẹp, cho nó hoành tráng, cho nó hùng hồn. Thành ra là bán lộng gì chửi giờ lao ta cũng mua. Đấy, thơ đó là thơ tôi gọi là của lao của chỏ. Còn thơ của ông thầy Như Thức này gọi là thơ sạch. Trời sao nói vậy, cây sao nói vậy, nước sao nói vậy, đồng bằng sao nói vậy. Nó không có cái ý xây dựng gì đặc biệt, cũng có ý đả phá gì đặc biệt, cũng có ý khen chê gì đặc biệt. Thành ra cái huynh đệ đó gọi thơ của thầy Như Thức là thơ sạch. Cái đó cũng là cái gì dị nhân đó, cái đặc biệt đó. Thành ra khen chê như một chẳng hề vương, tâm như mây trắng không đi đến. Thấy đi rất là nhiều, mà dường như cái đi đó là đi, nhìn là nhìn, thấy là thấy, mà dường như không có quan tâm cái gì đặc biệt. Thấy rồi bỏ đó, thấy đâu bỏ đó, chỉ đi là đi chơi vậy thôi.
Thành ra nếu mà cái câu mà tâm như mê tán không đi đến cái câu này, mà nếu mà đem vô đạo Phật thì nó hay dữ lắm. Nhưng mà nay hay không là do người đó. Chứ tâm như mê tán không đi đến này, nếu mình suy tư về thiền định đó, là cái tâm mình mà được như mê tán đó là tốt lắm á. Mày thấy đi rất dữ nhưng mà không có đến đâu hết, không đến đâu mà đến, bởi vì mây cái chỗ đến của nó là cái chỗ hợp, mà hợp rồi đó thì qua một luồng gió nào đó mấy 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 phút mấy giờ đồng hồ gì đó nó tan đi, thế thì tan mất hết, mây thì giống như mây đi, chứ kỳ thật là mây có đi đâu. Rồi khi nó tụ lại mình thấy như đến rồi, chứ kỳ thật là có đến đâu. Cho nên cái này mà quán chiếu tư duy về cái ý nghĩa của kinh thì cái tâm hồn mình như mây tán, không không thấy mình đi và cũng không thấy chỗ đến. Nếu mà tâm hồn mà nó rỗng rang, mình nhẹ nhàng như mây vậy đó, thì mình phải nói là nhẹ nhàng, nghĩa là mình không có chấp, không có mắc miếu, không có đam mê, không có luyến ái, thì cái đó rất là tốt. Mà còn cái đi chơi của như thầy Dân Thức, thiền sư Dân Thức này, thì trong lòng ta cỡ nào thì ta biết, chứ mình làm sao mình biết. Nhưng mà nếu thật sự giống như mày tán vậy thì phải nói rằng cái đó là cái rất là quý của những người đệ tử Phật. Tâm như mây tán không đi đến muôn dặm thông dong dạo bốn phương. Cái điều này là có thật. Thầy Dương Thức đi chơi khá nhiều. Các nước Đông Nam Á thầy đi một loạt một hơi vậy đó. Từ Việt Nam qua Campuchia. Từ Campuchia là đi qua Thái Lan. Rồi Thái Lan đi luôn qua bên Singapore, cái đi luôn qua Mã Lai. Bởi vì đường thẳng là cứ đi, là có tiền trong túi là cứ đi tới vậy thôi. Từ Mã Lai mới trở về, đi quẹo qua về nước Lào, cái là trở về đường chính Nam Lào, cái trở về Việt Nam. Cái đi tuốt ra Hà Nội. Hà Nội chơi về ba bữa dân giống đâu phải. Rồi thì nhảy lên xe lửa về. Rồi là nhảy lên máy bay cũng được, bởi vì mấy cái nước ngoại quốc là ta ủng hộ tiền rồi, cho nên là ông có những cái thẻ là IBM gì đó, cái thẻ rút tiền tự động á, mua cái thẻ đó rồi cứ đi đâu rồi rút tiền xài đó, chơi kiểu vậy đó. Thành ra cái bài thơ này là thật. Nếu mà lòng nó vào và kết hợp vào trong cái đạo lý để tu hành thì phải nói rằng là không phải là người thường mà làm được. Do vậy cho nên là tôi nói với các vị nghe những điều đó là các vị nghe như vậy. Còn cái mà cái đặc điểm ở trong lòng người ta mình không có biết được. Người ta tốt tới mức nào mình cũng chưa biết được, mình chỉ biết cái hiện tại bên ngoài thấy vậy, ăn ở vậy mình biết, còn cái chuyện kia là chuyện của nội tâm. Thế thì là trong cái bài đó để kết thúc là tôi giới thiệu cái tôi có viết như thế này: Viên Thức Thiền Sư. Tôi xin nhắc lại, thầy Viên Thức là thầy, chẳng cần ai gọi thầy là cái ông gì, nhưng mà cứ theo cái cách mà tu thiền của Trần Nhân Tông hay là của Lâm Tế đó, là như thiền Lâm Tế thì gọi là cái người vô sự là thiền đó, là thiền rồi. Cái người mà trong tâm hồn của mình mà đừng có gánh vác những cái chuyện lớn lao, chuyện nặng nhẹ, chuyện bay quấy, chuyện hơn thua đó, là trong cái đó đã có thiền rồi. Thí dụ như gọi là chơi,
làm chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi, thấy đói thì ăn chơi, mệt thì ngủ liền chơi. Bởi vì trong nhà mình, trong nội tâm mình nó có sự an lành hạnh phúc rồi thì mình đâu có kiếm cái gì khác. Cho nên tất cả đều đi chơi hết, thế đó thì ăn mệt ngủ liền. Bởi vì trong cái chất của con người mình nó buông bỏ hết rồi, nó nhẹ nhàng rồi, nó giải thoát trong tâm rồi thì mình đâu có kiếm gì nữa, chẳng cần phải lại lục giáng sinh cầu nguyện gì nữa, nó trở thành con người vô sự. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, vẫn dưng tâm cảnh thì khỏi tu thiền. Tôi nói thí dụ như giờ thầy giới thức này là thầy buông bỏ, thầy không làm gì nữa, chùa chiền thầy không lo, sự nghiệp thầy không tạo, mà đi chơi là đi chơi, cứ việc là đi đâu rồi thì thấy gì hay nấy. Thì theo tôi thì tôi cũng đặt là cho đó là vẫn dưng tâm cảnh có được không? Nếu như thật sự mà đi chơi thấy gì bỏ nấy, cũng chẳng mất lòng gì ai, chẳng động địa gì ai, thì nó là một phần đã có tu thiền rồi đó chứ, có buông bỏ rồi đó chứ, có nhẹ nhàng rồi đó chứ, có vững dưng tâm cảnh rồi đó chứ. Do vậy cho nên là theo tôi thì tôi đánh giá là như vậy cũng là tiến bộ dữ lắm. Còn người khác đánh giá kiểu nào thì đó chuyện của anh ta, nhưng mà tôi cho rằng như vậy cũng được. Tôi cũng gọi là có thiền ở trong, bởi vì cái thiền đó là theo như quyền giác thiền sư thì quyền giác thiền sư có cái bài là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu trung hạ đa văn đa bất tính đảng tự hoài trung giải cấu y mà thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Mà tôi dịch ra trong cái bài đó là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. À, nếu mà mình thật sự mà mình biết tu á nha, là mình không có lại nhiều đâu à, không có khấn gì hết à, không có mua đồ quý để cúng Phật à, không có nấu nước trà ngon cúng Phật à. Tôi hồi nhỏ là tôi bị khuya bữa nào vậy mình buồn ngủ muốn chết à, mà ông già tôi bắt khuya thức dậy mình nấu nước rồi trà ngon rồi cúng, mà cúng phải rót cái chén cho kỹ, úp chén qua phía nào rồi ngửa phía nào, còn không là ổng đánh nhấn lửa, tắt tay nhấn lửa. Cái đó tới chừng tôi lớn lên rồi tôi không phục. Mà thứ nhất là khi tôi học Phật rồi tôi biết ông già tôi làm cái đó cực khổ cho mình và cho con cái mình, chứ Phật mà bữa nào cũng uống chách một tách vậy rồi thôi hả. Mà ông kỹ kiểu kỳ cục quá, cái chung mà rót lên thì phải để cái phía nào ra phía nào cho đúng như vậy, rồi tới chừng mà gọi là mình đi thâu nước lại đó, rồi phải úp cái chung như thế nào, còn bằng úp xài úp quánh. Thế thì tôi như thế là cực quá, không, tôi cho là không trúng. Nhưng mà hồi mình nhỏ mình đâu dám cãi, chứ tôi vậy là nó vướng bận dữ lắm. Còn tu mà đúng mức của đạo Phật thật sự là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, không lại lục, không mua đồ quý cúng, kể cả nhang, kể cả nước chung, nước đồ ăn, không làm gì hết, vậy mà rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Thượng sĩ tôi là căn hàng đại thừa, ta tu nó dễ lắm. Diệt kiến tư, diệt hết cả ngũ cái thập tiền, tức là người ta rời bỏ được kiến hoặc. Kiến hoặc là những cái thứ mà quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan đó, thân kiến, miên kiến, tài kiến, kiến thủ kiến, giới cấp thủ kiến đó. Cái đó là bỏ được đi, cái đó hôm nay là tôi nói rồi, tôi nói mấy bài rồi đó. Ai tu sơ cơ, ai muốn bắt đầu tu, ai muốn học Phật vỡ lòng là phải xa lánh cái kiến hoặc đó, với cái tư hoặc đấy. Cái đó mới gọi là tu đó.
Diệt kiến tư, diệt hết cái triền. Cái là ngũ cái đó, có người đọc chữ cái mà không hiểu nghĩa rồi tưởng đâu là cái là con đó, là cái là cái con cái đó, chữ cái đó hay là cái ly cái tách đó, cái chậu cái bình đó, không phải chữ cái đó, mà chữ cái đây là ngũ cái. Ngũ cái là tham dục, là sân nhuế, là thùy miên, là trạo cử, là nghi. Năm cái món đó trong đạo Phật ta gọi là ngũ cái. Chữ cái có nghĩa là che đậy. Nó che đậy giống như là mình nằm xuống cái rồi mình bị người ta lấy cái mền hay là cái tấm tăng người ta đậy trùm mình lại vậy đó. Mình ở trong đó có thể bị ngột ngạt vô cùng là tại vì nó đậy nó trùm lên trên. Thì cái chữ cái này là ngũ cái, là năm cái món: tham dục, là sân nhớ, là thùy miên nè, trạo cử nè, nghi nè. Nó che đậy cái tâm tánh của mình đi. Đó, chỉ cái đó đó tôi xin nhắc lại đó, chứ có những người ta đọc mà ta không có nhấn mạnh cái chữ cái đó và có thể hiểu lầm đó, người nghe có thể hiểu lầm chữ cái. Tôi dịch cái chữ đó mà tôi không có nói rõ, thành ra tôi có hơi ân hận đó. Ân hận là tôi sợ, và sự thật có thể có nhiều người bị lầm. Rồi tất cả khỏa tu không cần chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Diệt kiến tư, diệt hết cái tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Cho nên cái người mà ta diệt kiến hoặc tư hoặc ta diệt ngũ cái thập tiền rồi là ta đâu có cần đặt vấn đề gọi là mình tu hành gì đâu. Chơi không cũng được đó mà, nhưng mà chơi với ý nghĩa đó đó, nghĩa là diệt kiến hoặc, diệt tư hoặc, diệt ngũ cái thập triền, đó là rồi tất cả mà khỏi cần đặt vấn đề tu chứng. Càng không đặt vấn đề lại lục để cầu xin để sám hối, giống như bài hát tôi hát nãy đó: cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xả tội cho con là tu sai rồi. Ông thầy đó dạy không có được, thầy đó dạy là chẳng qua là giống như là bán hàng giả. Bán hàng giả rồi người không biết là mua hàng giả về xài chất lượng chẳng được bao nhiêu, không được gì hết. Mua cái ổ điện đem về cắm mới đốt lơ mơ là ổ điện nó cháy rồi. Việt Nam mình bây giờ đã đỡ, bắt chước học đã đỡ chứ mấy lúc chèn đồ điện về xài muốn chết được á. Ổ điện về cắm vài lần rồi không dính giá gì nó trơn. Còn nhiều thứ lắm. Dép rồi mua đi vài bữa ở Đức, vỏ xe đạp thì là mua chạy, có khi chạy về chưa về tới nhà là bể rồi. hồi mấy năm đó, mới bắt đầu hòa bình đó mà nguyên liệu không có, bị cấm vận đó. Tôi nói xài cái đồ thôi, nó khổ sở muốn chết. Đồ giảm không, nhưng mà bỏ tiền là tiền thiệt. Tiền thì đưa tiền thiệt mà mua đồ giảm. Cho nên việc tu hành cũng vậy, phải biết nhìn mặt hàng rồi mới tìm sư, tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo dĩ tham thiền, tự tùng nhân đắc tào, khê lộ mới liễu tri sinh tử bất tương can. Phải tầm sư học đạo tham thiền mới được, chứ mà không là dạy dạy sai đấy. Thành ra tôi diệt cái chữ cái đó là tôi ân hận đó. Diệt vô minh, diệt hết cái triền. Cái là ngũ cái, triền là thập triền. Được vậy là rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng. Thầy giải thích này đó thì là tôi gọi là dĩ nhân đó mà. Là bởi vì có những cái đức tánh nó lạ hơn người thường, nó khác hơn người thường. Viên thích thiền sư tôi viết tặng thiền sư Viên Thích
nhằm diễn đạt cái dị nhân của con người dị nhân ấy, tức là con người lạ lùng hơn hơn người thường khác, có một cái đời sống lạ. Mà cho tới bây giờ, thỉnh thoảng là thầy hay tới tụi chơi mà cũng mặc 12 lớp vậy đó. Cái bài thơ mới đây nè, cái bài thơ mà tự tạo của thầy là mới làm đây đó. Thân mang áo ấm 12 lớp về trẻ nít nhìn ông khóc chảy te. Rồi có ông nhà thơ khác nó lại vui tánh, nó còn nói kiểu này nữa chứ. Nó nói thân mang áo ấm 12 lớp, phụ nữ nhìn ông khóc chảy te. Các bà các cô họ thấy là ấn, con nít thấy sợ rồi, thấy sợ là vì mặc áo xanh vàng đỏ trắng mà nó lùm xùm, nó một ôm mà ôm không dám, thì con nít nó sợ cái lùm xùm đó. Còn phụ nữ thấy cũng ấn luôn. Ông thầy này ông ăn mặc cái kiểu đó đó thôi sợ luôn, nó diễu chơi vậy đó. Thành ra là tôi viết là kêu bằng chơi mà. Tu chơi nè, hành chơi nè, làm chơi nè, đi chơi nè, ăn chơi nè, mặc chơi nè, ở đời, ở chơi nè, ngủ chơi, và cái gì cũng chơi hết. Cái gì cũng chơi hết. Đó là tôi gọi là dị nhân là vậy đó. Không có đếm xỉa cái gì hết, và chơi không. Thôi thì tôi gửi đến các vị những cái cũng là những cái nói chơi, diễn đạt chơi, gửi đến các quý vị nghe chơi, rồi tự mình ứng dụng, mình tư duy quán chiếu những cái nét cần thiết lấy, rồi nét nào không cần thiết thì bỏ, cái nào nghe mà mình có tương quan để sửa tâm sửa ý mình thì lấy, cái nào không có tương quan trong cuộc sống mình thì không nghe, không sao hết. Mà xin chúc tất cả các vị Phật tử gần xa an lành, khỏe mạnh, hạnh phúc. Xin ngừng ở đây hết. A Di Đà Phật.